Hello mọi người, hôm nay lại là một ngày trời rất là nắng và Linh thì có nhiệm vụ là sẽ phải đi quay những cái video content với cả team của Linh Ngọc Đàm. Thì hôm nay anh em có gợi ý là anh em sẽ dạy mình một bộ môn gọi là xả stress mới à, cũng nghe cũng rất là hấp dẫn, đấy là đánh bida. Mọi người gọi là đánh bida hay đánh bida? Bida. Bida, đánh bida. Ok, đánh bida mọi người ạ. Thì hôm nay Linh sẽ thử xem là cái bộ môn này nó có sức hút như thế nào mà anh em lúc nào cũng đòi tôi đi chơi và đi thử à. Vô. Giờ sẽ đi tập với lại mấy em không, nhưng mà khoan dạy mạnh hơn tí nữa là được rồi. Chuẩn quá, ghê, khó. Mọi người phải cho em đánh một một.
một solo một người là em phải đánh nhiều em mới lên tay được. Cứ đánh đi đi. Sau một buổi chiều gọi là vật lộn với cả bộ môn bida thì mình phát hiện ra đây là bộ môn siêu hay luôn. Tại sao bây giờ tôi còn biết chơi hả mọi người? Không ai dạy tôi chơi, từ bé đến giờ chưa bao giờ chơi bida mọi người ạ. Thế là hôm nay được trải nghiệm các loại thể loại thì mình nghĩ là đây sẽ là bộ môn mà sắp tới mình sẽ đi chơi nhiều để cho rồ lên một tí. Mọi người chuẩn bị đi nhìn thấy Linh thành professional nha. Thôi bây giờ đi về, mệt quá.